Dạ, xin mình chào quý vị, hiện tại mình đang mặt tại nhà anh Duy quý vị. Cũng lời nói đầu tiên, cho mình chúc tất cả quý có nhiều sức khỏe thành công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký ấn chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Này em định bên là anh Duy hỗ trợ ảnh có một số hoa mai vàng quý vị. Anh bán sỉ lẻ như thế nào thì gặp ảnh ha. Rồi em chào anh Duy ơi. Chào Trường, chào dạ. Cô chú anh chị em gần xa mọi miền đất nước ha. Mình dạ. Giới thiệu mình Duy Mai Vàng Chợ Gạo. Dạ. Số điện thoại mình là 0384834221. Dạ. Thì trước là nói đầu tiên cũng kính chúc cô chú anh em gần xa có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui hạnh phúc. Dạ. Thì hôm nay mình sẽ có một số mặt hàng mai phôi ha. Dạ. Còn anh em nào muốn mua mai tàn thì mình có bán mai tàn ở trên vườn mai trên Long An ha. Dạ. Thì giá cũng cực kỳ rẻ ha. Dạ. Thì cô chú anh chị em cứ tham khảo luôn phôi mình ha. Dạ. Nói chung là phôi này bán là giá xả giá nha cô chú anh chị em. Dạ. Mai này mai giảo Thủ Đức. Giảo Thủ Đức. Bông từ 7 tới 12 cánh thì bông cánh đạt khoảng 90% nha. Dạ. Còn anh em nào muốn mua mai tàn thì làm bông Tết á thì trực tiếp ở nhà vườn nha. Số lượng em rất là lớn nha. Rồi quý vị mua mai tàn Tết ảnh đều có phục vụ hết quý vị ha. Nói chung mai tàn em bán giá cũng cực kỳ rẻ nha. Cái hàng phôi này mình bán sao anh? Thì em phân lô ha, rồi phân lô anh em xứ anh em tùy theo số lượng anh em lấy nha. Dạ. Thì từ nhỏ từ loại 40, 60, 90 đến 170 ngàn cây ha. Dạ. Giống như cái phạm vi này là loại này là anh bán nhiêu cây anh? À, cái loại này là loại 40 ngàn cây ha. 40 ngàn cây là bao nhiêu cây đó lên anh mới ship cho khách hàng? Nói chung là em bán giá tại gốc nha. Dạ. Còn ship thì em sẽ anh em mua tùy theo số lượng nhiều ít em tặng cây nha. Dạ. Nếu số lượng nhiều anh em mua số lượng nhiều thì 100 cây em tặng 5 cây. Dạ. Rồi cái khu vực này là 40 ngàn gốc. À. Thì hoành nó từ dao động từ 13 cho tới 15 hoành á. 13 tới 15 hoành hả quý vị? Mai này anh em mua về trồng hoặc là mua thần trọng năm sau bán vẫn được nha. Đúng rồi, nuôi lại giá là, quá mềm vậy. Nó có tay cành toàn bộ hết nha. 40 ngàn cây. Là mai này tỷ lệ bông đạt 90% anh em. 40 em ngàn cây. Em cắt một lô mai giảo Thủ Đức em bán bông trảnh em cắt về nha. Cái số này thì nó nút nụ nó hơi ít á. Dạ. Em cắt thôi vậy ha, bán rẻ cho anh em ha. 40 ngàn cây tính ra nếu mà cái giá trị cái tiền công bứng chắc cũng còn có 20 anh ơi. Nó còn xem con đó. Con bứng làm bầu xe về thì dạ. Cũng ra hết 20 ngàn cây rồi còn 20 ngàn à. Năm nay thì ấy thì mai này anh em về mình thận trọng năm sau bán vẫn được nha. Tại em cái này những cái đế những cái đế có cũ vậy nó khoảng 30% nha. Dạ. Tay cành thì nó sử khoảng cả 70% mà tay cành nó khá đều nha. Dạ. 40 ngàn cây. Quý vị. Mai này tỷ lệ bông nó đạt 90% là 37 tới 12 cánh nha anh em. Anh dạ. Em yên tâm mặt bông là khỏi lo nha. Mặt bông quý vị yên tâm. Cây em cắt trong một cái lô mai cụ đế nè quý vị. Một lô mai mai tàn của em bán bông rảnh á. 40 ngàn cây quý vị, nhìn gửi ăn sáng ly cà phê là có một cây mai về mình chơi quý vị. Thì anh em chốt số lượng từ 100 cây trở lên nha, em để 40 ngàn cây nha. Dạ. 100 cây tặng anh em 5 cây nha. Rồi 100 cây tặng 5 cây quý vị. Rồi. Đây em đo hoành thử nha anh em. Hào hào thôi quý vị. Cây này cũng như gần 15 ha. Dạ. Nói chung thì em lựa hoành theo cây có 2 phân à. Dạ. Đây cây này là 13 rưỡi ha. 13. Thì nó nằm từ 13 hoành tới 15 hoành. Dạ. Cây nào lọt hoành dưới 13 hoành là anh em cứ trả lại cho mình. Dạ. Em còn một loại 30 trên nhà vườn đó nha. Em bán hai địa điểm này, địa điểm này ở xã Sơn Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Còn một địa điểm nữa là ở trên Long Bến Lức Long An nha. Dạ. Đó anh em thấy em đo hoành hào hào thử vài cây ha. Đây cây này cũng 14 nha. Dạ. Thì nó nằm em còn một loại 30 ngàn nữa nha. 30 ngàn thì nằm từ 7 tới 13 nữa nha. 7 tới 13 quý vị. Cái này cũng gần 15 ha. Dạ. Đó loại này là 40 ngàn nha. Rồi. Anh em mua số lượng từ 100 cây lên em sẽ tặng 5 cây. Rồi 100 cây tặng 5 cây quý vị. Dạ. Rất đây, là khỏe. Mặt bông thì cũng có nó trổ sẵn anh em ơi. Có cây này trổ bông luôn ha. Dạ. Đây, mặt bông nè. Cái bông này thì nó 2, 4, 6, 7 cánh nha. Dạ. Đây, mặt bông này anh em yên tâm nha. Rồi. Tại em cái này em cắt trong một lô mai em bán bông ở trên Long An á. Thì em đem về nha. Nguyên khu vực này là 40 ngàn không ha anh? Cái loại này loại 60. Loại này bự hơn. Bởi vì em thấy nó 60 thì nó nằm từ 15 cho tới dưới 17 nha. Dạ. Có cây 17 cũng có nữa nha. Vậy là cái giải cái này bự hơn chút. Bự hơn chút xíu quý vị. Cái này 17 ha. 17 quý vị.
Cái này 15 rưỡi. Rồi, thì cái loại nhì á thì nó nằm từ 15 cho tới 17 hoành. Dạ. Là giá 60.000 cây. Cũng 100 cây. Trở lên. 100 cây tặng 5 cây nha. 100 cây tặng 5 cây bây giờ. Còn nếu mà anh em mua số lượng 50 cây thì em cứ ngắt khúc nha. Dạ. Thì số lượng 50 cây thì cái giá cao hơn 10.000 cây nha. Dạ. Mai này thì nó có tay cành khoảng cỡ 70% là tay cành đều nha. Còn dạ. 30% thì tay cành nó yếu hơn chút. Còn mấy cái này về ví dụ không có tới cành, ví dụ như quý vị tán một khúc rồi ghép ba bo, tại vì giá trị nó có mấy chục ngàn quý vị. Mai này nếu anh em về trồng có 3 năm mới được vậy chứ. Dạ. Công cán bấn chăm sóc dạ. Chứ thấy vậy tại tình hình kinh tế chung rồi quý vị. Để bán nó, cho nó sự là... nó 30% nó có cố cũ vậy nha. Dạ. Đó, thì anh em thấy ha. Thì cái loại này nó nằm từ 15 tới 17 hoành á. Dạ. À, giá 60.000 cây ha. Bọng đâu quý vị. À, thì bông này sao cái này như là sáu cánh, bảy tám cánh, là bông gió thôi anh em ơi. Còn anh em nào muốn mua mai tàn bán tết nè, em có bán nguyên một lô mai khoảng 10.000 cây ở trên Long An ha. À. Là cái số cái hàng bự nha, nó nằm thì ở trển thì hoành từ từ 20 cho tới 24-25 hoành. Dạ. Là giá sỉ là 350 một cây. 350 một cây. Còn nó nằm giá sỉ từ 10-15 cho tới tới 20. Dạ. Là cái giá solo là cái giá lựa là 200.000 cây. 200.000 cây quý vị. Nói chung năm nay em bán giá cực kỳ mềm anh em ơi. Ừ, tại kinh tế chung quý vị nên à. Những nhà vườn người ta số lượng hay mà. Nói chung là mặt hàng mai bông thì anh em yên tâm nút nụ ha. Nút nụ thì đặt hết nha. Tại số nào không có nút nụ là em cắt thôi và em bán rẻ cho anh em nha. Ừ. Quá xa rẻ luôn. Rồi tiếp theo à. Tiếp theo em quay lô thứ 3 ha. Lô thứ 3 quý vị. Lô 3 thì cái hoành cây nó bự hơn. Thì đúng nó rồi. Nằm từ 17 cho tới 19 hoành nha. Mà em nghĩ cũng có 20 đúng không? À thì một vài cây cũng có à. Lọt 20 đổng ha. Thì cái loại này thì nó 90.000 cây nha anh em. 90.000 cây quý vị. Đây cái này là 18 rưỡi ha. Đo thử mấy cây nhỏ đi ha. Này cũng 17 ha. 17 quý vị. Đó thì nó nằm từ 17 cho tới 19 hoành nha. Dạ. Thì cái loại này là 90.000 cây. Cũng 100 cây trở lên. Nếu mà cái loại lớn thì 100 cây tặng anh em 2 cây nha. À, loại lớn 100 cây tặng 2 cây quý vị. Còn có hai cái loại nhỏ thì 100 cây tặng cho anh em 5 cây. Và cái loại này là 90.000 cây hả anh gì? 90.000 cây nữa. À, giống như em thấy cây này cỡ có thể hơn cái, 20. Cái này là loại lớn nữa. Loại lớn nữa ha. À, cắt giải ở đây nè, đúng rồi, nó có. Thì cái em phân ra có hai phân à, anh em cứ yên tâm nha. Ừ. Chỉ không... một hai cây nữa nó lọt hoành hoặc dư hoành thôi. À, thì không đó, thì nó... không có lộn đâu, không có gì, quý vị yên tâm đó ha. Phân thì 4 5 phân thì lộn chứ có hai phân thì nó quý vị mua về mà đo mà lọt hoành thì cứ báo ảnh. Loại này là 90.000, coi lại. Nói chung người tay cành là nó khá ha, đế nó cũng 30%, nó có củ đế đế đẹp nha. Thì em có sao nói vậy nha. Đúng rồi quý vị. Tay cành thì nó đạt yêu cầu khoảng 70% nha. Quá tương đối quý vị. Rồi tiếp theo cái này cái lô lớn nhất anh ơi. Này lô lớn nhất. À, cái lô 4 ha, lô 4 dạ. Thì báo giá là anh em là 170 cây nha. 170 cây. Là hoành từ 20 cho tới 24 hoành nha. Rồi. Nó khoảng 30% nó có củ ốc vậy nha. Đây, củ sắn ốc quý vị. Cái này cây này gần 24 nha. Nói chung nó nằm từ 20 cho tới 24 hoành nha anh em. À, cây này 21 nha. 21 hoành. Thì nó nằm từ 20 cho tới 24 đi. À. Đó thì giá là 170.000 cây solo nha. 170.000 cây solo. Thì anh em nào mua 100 cây em tặng 2 cây. Rồi. Là mai này thì có cây tông lùn cao nha, nằm thứ 8 tấc mét, đúng mét rồi. 2 mét rưỡi cũng có đó nha. Nó nói chung là nó là đa dạng quý vị. Tùy theo nó lùng lực hay là nó nấy ha. Như thấy anh em những cây này ha. À, thì để tại cạnh nè. Dạ. Tại do những cây này nó nút ít anh em ơi. Em cắt em bán phôi luôn nha. Bán phôi quý vị. Còn anh em mà muốn mua tàn mà mua mai bông tết thì em chứ trực tiếp bên Long An nha. Này về quý vị nuôi lại. Cái số lượng em thì cũng khá nhiều nha. Tại em bán lô đó tới cái chục ngàn cây đó. Dạ. Thì anh em nào có mua số lượng lớn thì cứ mua mai bông tết á thì trực tiếp lên Long An nha. Còn lô tiếp theo anh. Lô tiếp theo là cái số giáng long anh em ơi. Số giáng long. Những cây này hồi xưa nó thoát thân nó cao á. Là trong một lô mai giỏ thứ đất luôn nha. Dạ. Là thoát thân nó cao em mới bẻ cho nó cong lại nha. Dạ. Đó thì bẻ cong ra dáng thế giáng long nha. Dạ.
Tiệm rau hoành cây thử luôn, em báo giá luôn nha. Cái lô nhân lông này rồi ảnh đo hoàn thành báo giá luôn quý vị. Đây. Đo mấy cây bự này ha. Dạ. Bự có nhỏ quý vị. Dạ này có bự có nhỏ tại số lượng nó ít, có mấy chục cây rồi anh em ơi. Này cây này 19 nha. 19 quý vị. Bây giờ thử em đo cây nhỏ nhất ở đây đi. Dạ. Cho nó dễ hơn. Cái này 14 nha. Dạ. Tính anh em á, tại bây giờ tính anh em mình lấy từ 13 cho đến tới 19 luôn đi. 13 tới 19 ha quý vị. Tới lại từ 13 tới cái này chắc là 13 tới 16 nữa, 16 tới 19 nữa đó. Dạ. Thì cái giá này em đưa solo là giá là 100.000 cây nha. 100.000 cây quý vị, loại nhân lông. Nhân lông, tại số lượng nó ít thì nó có nhỏ có lớn ha. Dạ. Thì nó nằm 16 tới 19 cũng được nữa. Tiền nào của nấy quý vị, năm nay nó mình thấy nó rẻ hơn năm ngoái rất là nhiều. Là cái hồi xưa nó thoát nó cao, em mới bẻ cho nó lụng lại nha. Bẻ ra thế giáng lông nha. Nhưng mà năm nay cái giá vậy là quá rẻ hơn năm trước rất là nhiều quý vị. Thì số lượng mai giáng lông này có chắc chừng 5-70 cây rồi, chứ không nhiều anh em ơi. Là hết hả anh mình? Ồ anh gì? Dạ thì em tổng cộng hết có 5 lô mai vậy ha. Rồi thì cuối video thì có nói gì vậy? Cũng như cuối video thì trước hết thì cũng kính chúc cô chú em trong cuộc sống được nhiều may mắn, được nhiều sức khỏe, làm ăn luôn phát tài bất lộc nha. Rồi anh em nào cần mua số lượng lớn mai bông Tết về thì em cứ trực tiếp Long An nha. Địa chỉ là ở Bến Lức Long An nha. Là cái mặt hàng mai bông em bao bông làm Tết cho anh em luôn nha. Thì cái giá thì nói chung cũng cực kỳ rẻ nha anh em. Em bán phôi vậy thì mai tạng cảnh này giá rất là rẻ nha. Rồi quý vị hợp nhãn alo trực tiếp anh Duy quý vị. Rồi xin chào hẹn quý vị video tiếp theo ha.